những viên đá được các thợ thủ công ngành nghề điêu khắc lóng tay. Quen nhiều máy à, quen nhiều máy à. Máy hả? Úi dồi ôi, ngon chưa? Đấy, đây là nhà hàng Đế Vương nha các bạn. À, lấy hai Đế Vương đi. Đệ nhất MC, đấy chưa? Úi dồi ôi. Em không dám mà anh nói gì em mất cỏ đấy. Đệ nhất MC mà tự tay đứng xào nấu đó. Một cái món tôi nói là thần thánh, đó là chả cá lãng vọng Đế Vương. Mắm tôm, món này đặc biệt là phải có mắm tôm. Đúng rồi. Nếu mà không may người ta, nếu mà các bạn không biết mắm tôm thì đừng kia, đừng cứ vô để ăn cái món này. Vì rất là vô duyên. Ông bà ta thường nói một câu, sống trên đời mà không có mắm tôm. Lại ông bà nữa, bớt ông bà đấy hả? Súng dưới ấp phủ không có mắm tôm mà ăn. Đúng lắm. Chứ còn đem ông bà ra biết. Ừ, đấy. Cho nên là cái bắt buộc chúng ta ăn phải có mắm tôm. Mà mắm tôm chúng ta phải làm thế nào? Là tôm chúng ta làm mắm, xong rồi từ mắm nó sẽ trở thành mắm tôm. Pha chế thì chúng ta sẽ cho một chút đường, ớt, chanh, đó, tùy à, theo. Xàm đúng không á? Ở chỗ nào thì ta có bình thường. Ăn được chưa? Rồi, ăn đi. Trong cái món chả cá lãng vọng này thì có một cái nguyên liệu bên cạnh cái con cá gọi là cá gì? Cá lăng. Cá lăng thì nó sẽ có bao tử cá. Rồi, bao tử cá đấy. Anh ăn bao tử cá, anh xem coi cái vị nó thế nào. Ăn rất là giống. Rất là giống gì anh? Không, cái bao tử cá. Đúng bao tử cá. Cái bao tử cá là sao? Mua bao tử cá của mày ấy. Dạ, cái okay, cũng được. Không phải, cá lăng đúng không? À, mua có cá lăng luôn hả? Nhưng mà các bạn mà ăn nhiều cái món này đó, ăn nhiều á thì nó tốt cho sức khỏe, điều mà nó không có giữ được tim mạch lại và giảm luôn cả cái bệnh giảm tim gì cái chân gì á sợ vậy cái thật hả thật hả chữa người bệnh đói vì cái gì là ăn thơm. Đó là ngon. Cá này là tụi em lấy từ con cá trên 3 ký, cho nên là mỗi cái miếng cá sắc ra thì thấy rất là to và nên tụi em bảo là đây là cá tập gì. À, cá bự quá anh. Vâng, cá bự. Em thấy anh Hà thích bự mà đúng không? Trời ơi, không có thằng nào con nào không thích nhỏ trời. Dạ, đúng. Tất cả mọi thứ trên đời này, đặc biệt người Việt Nam rất thích to. Vâng. Ham to. Tụi em biết ở đây không? Con cá mà trên 3 ký người ta mới bắt đem lên bên thơ hết cho người ta làm. Còn mấy chỗ khác từ 9-91 là nhỏ xíu đi. Chỉ một phần nha các bạn, một phần là chỉ có 129 ngàn. Quá vậy á? Ừ, nãy giờ là 2 phần đó. Có nghĩa là 2 phần mà đó là 360 hả? 360 cộng thêm nước em. 260 chưa kể nước. Ờ, 260 chưa kể nước. Nếu như hai vợ chồng nhá, hai bạn là đôi tình nhân đi ăn, tình nước luôn 4 rưỡi các bạn. Trời ơi, quá dễ là thưa cẩm. Mà bên em đang có một chương trình là 99k. Có nghĩa là nếu như ngày thứ hai mình đi ăn mà người đặt bạc trước thì một giá một phần thành 129 là có 99k. Trời ơi. Sao thế nào? Dạ. Nhưng mà tại vì sao nói? Tại vì thứ hai thường nó hơi đầu tuần đó, hơi ba tuần rồi em có một cái chương trình đó để nay. À, một phần chỉ còn có 900. Thứ hai. Học ra chung trộn. Thứ hai, tao có điện thoại order trước. À, trời ơi, có chín. Từ nãy giờ tao mới ăn hết có 99 ngàn 200 ngàn 98 ngàn. Ừ, con 98 ngàn, nãy giờ ăn 2 phần là được hết có 200 ngàn. Dạ. Ồ, trời đất ơi. Ừ, lên nha. Chưa kể nước, chưa kể nước. Dạ, tắt nha, là công thức riêng của đây nữa. Dạ, thì người bán nhạc đi thôi. Ở đây có cái ông lão vọng này nè. Ông lão vọng này là cái ông ông lão vọng này là ông lão vọng của bọn quê em. Là cái gì? Ao câu làm nét trong bên ổng hả? Ông lão vọng đó, dạ. Một trích trên câu bếp cầu theo nào thành đạo này. Cái đó là bài thơ, còn hay là hai nhà. Một nhà thơ ngồi câu cá, chờ thời. Một cá là ông đã được mùa, rất là nhiều. Xin giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn, đây là hai bức tranh. Hai bức tượng, à, lãng vọng. Cái ông lãng vọng ở trên ấy là được mùa. Thank you.
ai biết đâu tao lỡ đại với anh gì đâu. Hai ông này một chờ thời chờ cá câu cho được. Thế khi ông câu được những con cá lớn nhất và ông không ăn để dành dân tặng lên cho vua. Đó. Cho nên là sự tích vì sao có cái chữ là trả cá đế vương là như vậy. Đó. Những loại cá mà dành cho vua chúa ăn. Đó. Nhưng mà cái đó là thời cũ lâu rồi đây nè. Thấy cá vàng đây không? Được. Đó. Nhưng bây giờ là đế vương ở đây thì là cái tên gọi thôi. Nó là chất lượng đều là hoàng gia nhưng phục vụ cho rất nhiều giới. Người nào cũng thể tới đây được hết nha mọi người nhé. Cái cháo này á, để anh coi sẽ có một cái vị rất là đặc biệt ở đây. Được anh đi mà chén đâu ấy. Cháo là cái món này là món riêng ở đây nó có đúng không? Dạ. Ở nếu bạn ăn cái món này ở Sài Gòn chỉ có một nhà hàng ở em mới có nấu món này. Còn ngoài Bắc thì nó ngoài Bắc thì có nhiều. Đâu chị biết? Nó nốt à? Dạ không cãi. Mình sẽ ướp tẩm ướp mà những miếng thịt lớn. Thêm miếng thịt lớn, sau đó cái phần mà thịt cá nhỏ rớt ra đó. Dạ, rớt ra thì tụi em sẽ dùng để làm cháo. Thì cái cá đã được ướp sẵn. Rồi thêm một chút nghệ tươi, tụi em lấy cái là nguyên chất của nó. Xong đem pha với đầy cá cá. Tụi em lấy nước nè. Đấy, đá này cũng phải tất cả những viên đá được vặt nhỏ và giã nát em. Chu vi 10 cm. Thầy nước dừa của nhà em gửi đâu? Mày thêm đều này, đều tắt tắt gì đây, mày gì nè. Đều cm bao nhiêu không? Ai biết đâu. Thì tao nói đại gì đó. Mm. Một ngón tay út. Một ngón tay út là 3 cm. Một đống tay út. Mình nói mà không nói, yeah. Không ai làm mình nói. Tao đâu, tao đúng lắm cái kìa. Bước. Chấp chấp. Những viên đá được các thợ thủ công ngành nghề điêu khắc bằng lòng tay. Tụi dùng máy à, tụi dùng máy à. Máy hả? Vâng, không có một đứa nào không có cái thợ nào ngành nghề cả. Mấy con điên này nó dùng máy. Cảm ơn đi. Bỏ thêm nước nhiều chưa? Cảm ơn lên đi. Ngon. Tôi đang ăn mà. Được ngon cho mày mang tiếp đi. Thì bây giờ tự nhiên hồi nãy mình xin được tập hình này. Ngon. Ngon quá. Trời ơi, cái mới. Đâu có. Tao lấy tao đổ này qua cho mày nè, xong có tao gạt mình được ở đây cho tao. Con người đó. Đồ hủ đi. Đồ hủ dài quá vậy. Thì đó. Dạ, là đồ hủ đi. Kính thưa quý vị, MC Minh Khang. Sau khi đứng sân khấu mệt mỏi thì em ấy đã bèn nghĩ ra và bia ra. Trời ơi, mệt đỡ nhiều quá. Mày, mấy chục khai trương như con này biết. Trời ơi, nó sẽ hát là bỏ đi hết tất cả các bạn hoặc là người về lòng đất. Sau một khoảng thời gian rất dài hoạt động với sân khấu và khá là mệt mỏi, thành đạt trong cái kênh công danh và sự nghiệp thì Khang muốn lấn sân thêm một cái địa hạt khác là kinh doanh. Thì cũng giống như Hưng cũng đang chuẩn bị cái bãi đáp của mình ở phía sau và có thêm một thu nhập. Có thu nhập thì rất dễ, mình làm công tác xã hội cũng dễ dàng hơn nè. Mình phải chăm lo gia đình mình dễ dàng hơn. Và có điều kiện mình đầu tái đầu tư cho cái sự nghiệp của mình đó. Cho nên là quá hiểu những cái nỗi niềm đó. Cho nên là rất là vui và sẵn sàng có mặt ở đây để hỗ trợ và ăn thử công nhận ngon thịt. Xác nhận là ngon thịt tại em đã ăn ở Hà Nội rồi. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất là tuyệt vời. Xác nhận luôn từ món chè cho tới ly nước, trà tắc ha. Rồi cà phớ nè, hai ly chè hết sạch luôn nha mọi người. Đó là nói thiệt luôn á. Quá ngon, chúc mừng cho Nguyên Khang. Cảm ơn anh. Ngày hôm nay thì em cũng hơi rất là bất ngờ là tại vì không nghĩ là được đón hai anh đây thưởng thức cái món ở nhà hàng. Thật ra thì khi mà em khai trương á là em rất là muốn là mời anh Hưng với anh Hà đến. Mà lịch hai em cũng bận rộn. Cho nên là em đã ship đến. Nhưng mà thật ra khi mà ship đó em cũng rất là lo. Tại vì nó không thể nào thưởng thức được trọn vẹn cái rồi, đó. Ăn nóng tại chỗ. Dạ. Cho nên cuối cùng thì sau khi mà biết được cái lịch của anh Hưng là chỉ có rảnh một khoảng thời gian rất là ngắn. Và lúc mà ngày hôm nay thôi. Cho nên em mới mời hai anh cùng với lại mọi người có mặt ở đây. Và cũng rất là vui là tại vì cái chỗ của em là hai tiền tiệm nào cũng gần nhà anh Hưng hết. Cho nên là nếu như mà anh Hưng mà có đi ngang qua đây thì hy vọng anh Hưng mà nhớ cái món này, nhớ cái món tôm thì có thể ghé thưởng thức. Hoặc là có thể alo cho em bất cứ lúc nào để anh Hưng thích chắn mì. Không, anh sẽ hôm nào anh sẽ tìm một cái ngày anh đãi các fan của anh.
không gian là nó rộng rộng. Dạ. Cái này cũng đủ ha, mấy ba chục người được rồi. Dạ. Ờ, tụi em mỗi tầng là 50 người phía trên nó nhỏ ra. Ở đây là nó nhỏ, cái nhà này còn hàng thấp trong sân. Ồ, vậy hả? Dạ. Cho nên là cái view ở bên trên nó rất là đẹp. Và nó có những cái bức tường để em trang trí cây cảnh gì đó. Vậy là cái nhà nó xây dựng trái phép. Trời ơi. Điên lắm mọi người ơi, mình nghe nha. Bây giờ đi thuốc. Máy đâu, bắt thuốc. Đâu, chứ là dưới nhỏ mình bình là xây dựng trái phép. Quảng rốt một mãi lên.